tại Thanh Phương đang đứng dưới cái chân cầu vượt ở cái điểm đèo Rù Rì của thành phố Nha Trang đó quý vị. Và cái hướng ở bên trái màn hình quý vị á, là cái hướng Bắc ở bên phía Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang. Thì mình đi cái hướng này nè, là mình đi ra hướng Bắc nha quý vị. Đây là đó, đi ra hướng Bắc. Đi ra Bắc nha quý vị. Là mình đi hướng này. Đó, hướng này là hướng Bắc của thành phố Nha Trang nè. Thì mình sẽ đi thẳng theo cái quốc lộ này. Mình đi ra. Còn bây giờ Thanh Phương trở về máy cái hướng đèo Rù Rì nè, là đi cái hướng Nam. Đó, đi hướng Nam là đó, đi theo chiếc xe hơi nó đang chạy như vậy. Đó, chiếc container á, đó, đi về hướng Nam. Là đi qua cái chỗ cái biển cây dòng đôi của thành phố Nha Trang á. Thì cái video này Thanh Phương review cái tỉnh xá Ngọc Sơn ở ngoài Vĩnh Lương á, cho nên Thanh Phương đi qua cái đèo Rù Rì này. Sang nhân tiện Thanh Phương review để gửi đến quý vị và các bạn luôn, để biết được cái điểm đèo Rù Rì của thành phố Nha Trang hôm nay nó thay đổi rồi nha quý vị. Thì đèo thì cũng được làm mới rồi và có thêm cái cầu vượt ở trên đó quý vị, chứ không phải như ngày xưa nữa. Rồi bây giờ Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình đi ra tỉnh xá để mình tham quan, bởi vì ở ngoài đó Thanh Phương thấy cũng khá là đẹp. Bây giờ Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình cùng đón xem video của Thanh Phương nha. Vượt lớn như vậy. Thanh Phương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn ở gần xa, trong nước cũng như đang ở hải ngoại. Lời đầu tiên cho Thanh Phương gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn một ngày mới luôn bình an, hạnh phúc và thành công nha quý vị. Thì hiện tại thì Thanh Phương đang đứng trước cái tỉnh xá Ngọc Sơn quý vị, ở xã Vĩnh Lương của thành phố Nha Trang. Thì video này Thanh Phương sẽ review cái tỉnh xá Ngọc Sơn này cho quý vị và các bạn mình xem nha. Bây giờ Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình hãy đi vào bên trong tỉnh xá. Quý vị ở đây Thanh Phương thấy đẹp lắm. Quý vị thấy đẹp không? Quá tuyệt vời. Rất là thanh tịnh luôn. Hiện tại Thanh Phương đang đứng ở trong cái sân tỉnh xá Ngọc Sơn quý vị, ở Lương Sơn của Khánh Hòa nha quý vị. Bây giờ Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình đi hướng lên cái cặp rồng này, đi lên cái điện Quan Âm á quý vị. Ở đây rộng ghê á, cái điện Quan Âm nằm ở trên á. Ở khung cảnh đây rất là thoáng mát, rộng rãi quý vị. Ở đây có cái gốc cây xoài lớn đó quý vị, nó đang ra bông. Rồi bây giờ mình đi lên đây nha quý vị. Đẹp lắm quý vị ơi. Ở đây là có cặp rồng nè. Mình đi lên cái lối đi lên điện Quan Âm nè quý vị. Đi. Thanh Phương mời quý vị cùng đi với Thanh Phương và xem hết video của Thanh Phương. Nếu thấy hay và thú vị thì hãy cho Thanh Phương một like và bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Phương, để Thanh Phương có nhiều động lực Thanh Phương làm những video sau thú vị hơn và hấp dẫn hơn gửi đến tất cả quý vị và các bạn nha. Đó, quý vị thấy đẹp không? Cặp rồng rất là khủng khiếp luôn quý vị. Thanh Phương để máy á, Thanh Phương quay cái lối đi lên luôn bởi vì nó đẹp á quý vị. Ở đây cái mũ sòi nó rớt xuống quý vị. Mũ sòi này rớt xuống là làm hư áo quần luôn nè, giặt không có ra. Cái mũ sòi á, ôi thật sự là quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Ở trên này có ba vị Phật. Wow, đẹp quá. Yeah. Dạ mô Phật, đẹp quá quý vị. Wow, đẹp quá. Dạ mô Phật. Đây là cái sân, đẹp quá quý vị ơi. Ôi mô Phật có cây me nữa nè quý vị.
lát nữa lụm mi chín ăn rồi. Mô Phật, trời ơi đẹp quá quý vị. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Wow. Đẹp quá quý vị ơi. Chính giữa là ngài Thích Ca Mâu Ni. Bên phải màn hình của quý vị là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và bên trái màn hình của quý vị là Đại Thế Chí Bồ Tát nha quý vị. Đó, Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình hãy ngắm Phật cầu nguyện cho tất cả luôn được bình an, vạn sự như ý nha quý vị. Đẹp quá. Ở bên này có Hồng Hà Nhi nha quý vị. Thì theo phim truyện Tôn Ngộ Không á, thì Hồng Hà Nhi được ngài Quan Thế Âm thu phục á để về hầu ngài á. Đó là sự tích câu chuyện của Từ Thiên Đại Thánh đó quý vị. Đẹp quá chưa quý vị. Đây là quang cảnh ở trên cái sân thượng của tỉnh Xá Ngọc Sơn ở Vĩnh Lương nè quý vị. Còn đây là hướng biển nè quý vị. Ồ đẹp quá. Wow. Ồ nhìn ra biển nè quý vị. Ồ đẹp chưa. Phương thấy Thịnh Xá đang móc đất á, chắc là làm thêm cái phần sau á. Đó, quý vị và các bạn mình ngắm cảnh biển một chút nha. Ồ bên kia có cái tượng Phật à. Tượng đó là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn á. Đó, Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình ngắm quang cảnh chùa một chút nha. Đẹp quá, ly đà đẹp quý vị. Thanh Phương để máy luôn, Thanh Phương không có ngắt nha. Thanh Phương giờ đi ra sau coi có cái gì ở sau. Quý vị thấy đẹp không? Ồ đẹp quá. Nắng lắm nha quý vị. Ồ đẹp quá. Ồ đẹp thiệt. Đẹp quá quý vị. Giờ mình đi ra sau quý vị. À bên sau là ngài Địa Tạng. Ồ lộn, xin lỗi. Mẫu. Phật. Đẹp quá quý vị ơi. Mẫu duy trì Phật mẫu quý vị. Thì ngài duy trì Phật mẫu là mặc áo đen nha quý vị. Dạ mô Phật. Ở đây có thờ bà nữa. Phía sau là gì để thanh phương coi. Sau là mặt của quốc lộ 1A nè quý vị. Wow, ở đây có thờ cô luôn. Dạ mô Phật. Cô Năm. Cô Cậu á. Dạ mô Phật. Đây nè quý vị, đây là mặt quốc lộ 1A nè quý vị. Ở đây có cây phượng vĩ đẹp quá. Cây phượng bây giờ ít lại quý vị. Thời xưa thì nơi cái sân trường á hay trồng những cây phượng đỏ này nè, phượng vĩ á. Thì bây giờ do cái gốc cây nó thường bị bật gốc á, cho nên người ta không có trồng cây phượng nữa. À, quý vị thấy xe chạy ngoài không? Hướng này là hướng quốc lộ 1A nha quý vị. Đó, quốc lộ 1A là hướng này. Còn cái mặt sau của tỉnh Xá này là hướng biển, cho nên cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Thì qua đây Thanh Phương cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và thời gian qua để đồng hành cùng với Thanh Phương để mình cùng nhau phát triển kênh YouTube á. Cho nên Thanh Phương rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn ở gần xa, trong nước cũng như đang ở hải ngoại. Cho Thanh Phương gửi lời chúc đến tất cả quý vị và các bạn luôn bình an, hạnh phúc và vạn sự như ý nha quý vị. Ở đây có cái con tàu à, cái này gọi là du thuyền á quý vị. Giờ hiện tại nó nắng quá nên con chó không thấy trong cái màn hình. Nắng lắm quý vị ơi. Đây là du thuyền nè quý vị. Nó sẽ chở mình đi quanh biển. Ở đây có nhà hàng buffet trên đó luôn. Nên rất là tuyệt vời.
giờ mình quay về hướng Tịnh Xá nha quý vị. Đó, quý vị thấy không, đẹp chưa? Đây có cái tảng đá rất là mát luôn, có cái gốc cây ở dưới cái tảng đá á Bùi, đẹp quá. Bây giờ mình ra mình ngắm biển thêm một chút nữa quý vị. Bên kia có cái tháp để cái chuông. Này buổi tối là đẹp lắm nè quý vị, có điện luôn, điện phát sáng. Đây là Hồng Hà Nhi nè quý vị, Hồng Hà Nhi luôn theo ngài Quan Âm và mô Phật, đẹp quá. Giờ mình ngắm lại ba tượng Phật một chút nha quý vị, đẹp chưa, mấy là tuyệt vời. Đôi khi á, tâm linh là có thật á quý vị à, Thanh Phương nói thiệt á, khoa học không chứng minh được nhưng mà rất là có thật nha. Khi mình gặp tai nạn gì đó thì mình cứ niệm ngài, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngài sẽ luôn hiện diện về cứu độ chúng sinh để cứu giúp mình được tai qua nạn khỏi quý vị à. Thì Thanh Phương cũng đã từng được mẹ che chở và cứu khổ cứu nạn, thật sự là cứu nạn luôn á quý vị. Khi mình có gặp nạn cái gì mình nhớ niệm danh hiệu của ngài nha quý vị. Giờ mình ngắm biển một chút rồi mình đi xuống lại cái tầng dưới để mình đi vào chánh điện của chùa quý vị, của Tịnh Xá nha. Đó, hướng biển luôn, Vĩnh Lương nè quý vị, của thành phố Nha Trang. Đây là tháng 4 năm 2023. Rồi bây giờ mình đi xuống chánh điện ở dưới nha quý vị. Dạ mô Phật. Bây giờ đi xuống chánh điện á, Thanh Phương nhìn qua chánh điện rất là đẹp nè quý vị. Mình thấy đẹp không? À, bây giờ mình đi qua đó quý vị. Công nhận cái tháp của chánh điện đẹp quá quý vị. Đẹp quá. Rồi, bây giờ mình đi vào chánh điện nha quý vị. Bởi vì khung cảnh ở đây cũng khá rộng, khá đẹp, cho nên Thanh Phương muốn review gửi đến tất cả quý vị và các bạn để mình ngắm quang cảnh ở ngoài cái Tịnh Xá Ngọc Sơn này. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi vào trong chánh điện nha quý vị. Thì hôm nay chánh điện mở cửa nên Thanh Phương xin phép dạ mô Phật. Wow, chánh điện mát mà đẹp quá. Dạ A Di Đà Phật. Đẹp quá quý vị. Chánh điện của Tịnh Xá Ngọc Sơn ở Vĩnh Lương nè quý vị, Vĩnh Lương của Khánh Hòa Nha Trang nha. Ồ, Phật đẹp quá. Đó, đây là ngài Thích Ca Mâu Ni nè quý vị. Đẹp quá nè. Rất tuyệt vời. Cuộc sống quý vị, mình có thờ thì có thiêng, có kiêng thì có lành nha quý vị. Cho nên mình cũng nên là thờ kiêng cử thì cho nó bình an. Chứ giờ Thanh Phương thấy cuộc sống này rất là đau khổ, rất là nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn á. Không bao giờ mà được bao nhiêu chuyện mà theo ý muốn á quý vị. Cho nên thôi mình cứ tu dưỡng để mọi việc
an lành tốt đẹp đến với mình đó quý vị ạ. Thì qua đây Thanh Phương mời quý vị và các bạn mình hãy vào kênh Vlog Thanh Phương và nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho Thanh Phương nha quý vị. Bây giờ mình đi ra ngoài một chút nữa. Dạ vô Phật. Ngày rất là đẹp. Thì từ chánh điện nè quý vị. Đó, từ chánh điện bên đây. Hiện tại Thanh Phương đang đứng chỗ thờ của Thánh Tony Kiều Đàm Di Mẫu quý vị. Chắc là ni này, sư này tu đến đạt điểm rồi cho nên được thờ ở đây nha quý vị. Và ở bên đây nè quý vị. Thanh Phương thấy có Phật rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đi qua hướng này nha quý vị. Này ngài quay về hướng biển á quý vị. Đẹp quá. Rộng ghê á quý vị ơi. Đây là hướng biển nè, hồi nãy Thanh Phương ở trên Thanh Phương review á. Đẹp quá quý vị à. Còn đây là ngài Phật Di Lặc đó quý vị. Thì ngài luôn luôn mỉm cười, ngài rất thích vui đùa với những đứa nhỏ quý vị. Thì đến đây Thanh Phương xin kết thúc video nha quý vị. Thanh Phương mời quý vị và các bạn đón xem video của Thanh Phương. Nếu thấy hay và thú vị thì hãy cho Thanh Phương một like và bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Thanh Phương nha quý vị. Thanh Phương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Bye bye quý vị.